Vâng, chào các bác ạ. Là Lam Thành Auto thì ngay sau Lam Thành Auto đây là chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất. Màu đỏ nội thất, màu nâu đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương. Nhưng mà trong cái clip ngày hôm nay thì em lại không nói đến cái màu sắc hay như thế nào, mà sẽ nói đến những cái lợi ích, lợi đơn, lợi kép, lợi rất là nhiều thứ để về chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này, để xem là các bác có muốn sở hữu chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này hay không nhá. Và đặc biệt là nếu như các bác nào muốn nhận được những nhiều lợi ích nhất thì hãy nhanh tay nhanh chân alo ngay cho Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Vâng các bác, ngay bây giờ em sẽ quay lại màn hình để cho các bác biết được là những cái lợi ích, lợi đơn, lợi kép khi mà các bác muốn sở hữu chiếc VinFast Lux SA ở ngay cái thời điểm này nhá. Vâng, một trong những cái lợi đơn, lợi kép mà ở thời điểm bây giờ em đang muốn nói đến các bác ở trong cái thời điểm ngay cái video này đang sản xuất, đó là chỉ còn 2 ngày nữa trong cái tháng 6 này, tức là chỉ còn có khoảng tầm 40 mấy tiếng nữa thôi, đúng không ạ? Đấy, 24 tiếng một ngày thì bây giờ là thời điểm này em đang quay video nó rơi khoảng tầm 8 giờ tối. 8 giờ tối thì bây giờ các bác chỉ còn khoảng tầm trên 50 tiếng thôi ạ. Đấy, trên 50 tiếng để các bác có thể sở hữu một chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp với cái lợi đơn, lợi kép. Những cái lợi đơn, lợi kép như thế nào ạ? Tức là giá niêm yết của em xe này nó đâu đó là khoảng tầm 1 tỷ 900 triệu. Thế thì bây giờ các bác sẽ được hưởng những cái chương trình gì ạ? Các bác sẽ được trừ 10% vào giá ạ. Trừ 10% vào giá xe. Đây là cái lợi ích thứ nhất đối với lại trả thẳng. Và tiếp theo, cái lợi ích tiếp theo mà em muốn nói đến là các bác có thể sở hữu chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này, đó là được trừ 100% lệ phí trước bạ vào giá xe. Đây đã là lợi kép rồi đúng không ạ? Tức là lợi thứ hai rồi, cái lợi thứ hai khi mà các bác muốn sở hữu chiếc xe này rồi. Và đặc biệt là chương trình trừ 100% lệ phí trước bạ sẽ kết thúc vào tháng 6 này. Đấy. Tiếp theo nữa, cái lợi ích tiếp theo mà các bác sẽ được VinFast hỗ trợ tiếp, đó là trừ thêm 60 triệu đồng vào giá đối với lại chương trình kích cầu tháng 6. Đối với chương trình kích cầu tháng 6 thì các bác lại được trừ thêm 60 triệu đồng vào giá nữa ạ. Tiếp theo nữa, các bác sẽ lại được hỗ trợ là trừ cái voucher 200 triệu đồng. Trừ voucher 200 triệu đồng mua nhà Vinhome. Nếu như các bác đã sở hữu một chiếc voucher 200 triệu thì các bác sẽ được trừ thêm 200 triệu nữa. Nhưng nếu các bác không có cái voucher mua nhà Vinhome này thì các bác có thể mua ở ngoài thị trường. Bây giờ đâu đó nó sẽ rơi khoảng tầm 39 đến 40 triệu đồng cái voucher 200 triệu này nhé các bác nhé. Đấy, thế thì tính sơ sơ từ nãy đến giờ là em đã mang lại cho các bác đến 4 cái lợi ích nếu như các bác chốt ngay trong cái buổi tối ngày hôm nay và trước cái thời điểm 30 tháng 6. Trước ngày 30 tháng 6 các bác nhá. Đấy, thế thì 4 cái lợi ích này nó chỉ diễn ra đến trước ngày 30 tháng 6. Một trong những cái lợi ích rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này hiện tại với những cái ưu đãi trên thì lăn bánh xuống đường. Tại khu vực miền tỉnh thì chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này đang có mức giá lăn bánh là 1 tỷ 430 triệu đồng. 1 tỷ 430 triệu đồng lăn bánh tại khu vực miền tỉnh và lăn bánh tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương như Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi một số các tỉnh thành khác như là Lào Cai, Sơn La. Đấy, hay là một số tỉnh thành khác thì mà phải chịu thuế 12% đấy ạ. Thì em xe này lăn bánh xuống đường nó sẽ rơi khoảng tầm 1 tỷ 466 triệu đồng. Còn lăn bánh tại Hà Nội thì nó sẽ rơi khoảng tầm 1 tỷ 486 triệu đồng các bác nhá. Đấy, bởi vì Hà Nội thì sẽ cao hơn 20 triệu tiền biển. Thế nhưng mà em sẽ bật mí cho các bác một cái điều nữa, một cái lợi ích nữa, lợi ích thứ 5. Lợi ích thứ 5 là ở đây là gì? Tức là nếu các bác đặt cọc xe này 50 triệu trước ngày 30 tháng 6, nếu như cái màu xe đó và cái nội thất đó VinFast chưa có xe giao ngay trong tháng 6 thì các bác nhận xe ở thời điểm tháng 7 chẳng hạn. Tháng 7 VinFast mới có cái ưu đãi, mới có xe để trả về cho các bác, thì các bác sẽ nhận được thêm cái ưu đãi là như sau. Tức là đến thời điểm tháng 7 mà các bác nhận xe, các bác được trừ tiếp 10 triệu vào giá. Trừ tiếp 10 triệu vào giá đối với dòng Lux SA bản cao cấp nhất này. Thế thì nếu không có xe được trừ tiếp 10 triệu. Nếu tháng 7 mà không có xe nữa mà sang đến tháng 8 Vin mới có xe để trả cho các bác được trừ tiếp cho em 10 triệu nữa, tức là trừ được 20 triệu nữa. Đấy, các bác thấy lợi ích chưa? Lợi đơn, lợi kép, lợi trồng lợi chéo luôn đúng không ạ? 5 điểm, 5 cái lợi mà các bác có thể sở hữu được chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này về giá.
Ở cái thời điểm hiện tại chỉ còn 50 mấy tiếng nữa thôi, 50 mấy tiếng nữa thôi để các bác có thể nhận được đến 5 cái ưu đãi độc quyền dành cho dòng xe VinFast Lux SA này. Đấy, các nhanh tay nhanh chân lên alo ngay cho em Thành Auto để biết ngay những cái chương trình ưu đãi đang hiện hành dành cho cái dòng xe VinFast này nhá. Dành cho cái dòng xe VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này. Đấy. Còn bản tiêu chuẩn, bản nâng cao thì 5 cái chương trình nó cũng sẽ tương tự. Tuy nhiên là bản tiêu chuẩn đặc biệt sẽ được trừ 80 triệu theo cái chương trình kích cầu tháng 6 các bác nhá. Nâng cao cao cấp là trừ 60 triệu và cái chương trình là trừ thêm 10 triệu nếu mà không có xe đấy ạ. Thì Vin cũng vẫn đang hoàn hiện hành là đang áp dụng cho 3 cái phiên bản này. Thế thì các bác nào muốn sở hữu cái dòng xe VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này với mức giá chi phí hợp lý nhất thì các bác nhanh tay alo ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Vâng, có lẽ còn bây giờ thì em xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.